Ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ bắt đầu vào 8 giờ sáng nay. Theo chương trình, hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thông qua kết quả thực hiện đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thủ đô, đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thủ đô. Thành phố cũng xem xét về nội dung và mức chi đặc thù các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, quy định mức chi đặc thù tặng quà gia đình chính sách, người có công, quy định về nội dung chi và mức chi từ ngân sách thành phố để thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch thành phố Hà Nội, quy định nội dung mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy định về xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng thủ đô.